Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Embo của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì cái Eagle Network á, nó có một số cái cập nhật thông tin rất là quan trọng nha các bạn nha. Thì chúng ta hãy xem như thế nào nha. Nhưng mà có một điều mà mình lưu ý trước cho các bạn nè. Khi mà các bạn dạo này á, các bạn đi vào cái Eagle Network các bạn ha, mà nó ra nó bị thông báo nè, nó có cái thông báo là hoặc là nó im ru như cái này các bạn, thì không sao nha các bạn nha, bởi vì nó đang cập nhật á ha, chứ không phải là nó scam hay là nó biến mất đâu. Nó ra như vậy, nó không ra nữa các bạn, thì các bạn quay lại đi ha, lâu lâu các bạn vô ha, cập nhật liên tục á. Yeah, nó bị cái tình trạng là chậm hoặc là nó bị lỗi gì đó, nói chung là nó hay bị vậy, cho nên không sao nha, không sao, mình nói rồi, không sao. Rồi bây giờ mình quay lại cái cập nhật quan trọng và mới nhất của nó nha. Thì các bạn mà lên, các bạn lên cái nhóm chính của nó đó ha, xin lỗi nè, nó ra cái thông báo là xong đi, cái này lộn mà mình vô cái app nó quên, mình vô cái nhóm Telegram của nó các bạn nha. Cái nhóm này là trên cái app hôm đó mình có chỉ rồi đó, Eagle Mining Network ha. Thì nó sẽ có cái thông báo nè, cập nhật ngày hôm qua là ngày 13 tháng 9 nè ha. Đó là Important Project Update, tức là cập nhật cái dự án quan trọng nha. Thì chúng ta hãy xem là nó có cái cập nhật như thế nào nha. Chúng ta hãy copy ra đi, copy là xong, mình sẽ vào cái trang dịch nha. Rồi các bạn, mình vô cái trang Google dịch rồi, mình sẽ dán ra. Mình dán để cập nhật cái gì nha. Đây. Rồi. Đây là tiếng Anh ha, bây giờ tiếng Việt mình sẽ xem nha. Cập nhật dự án quan trọng ngày 13 tháng 9 năm 2021. Good day miners ha, à, xin chào ngày tốt lành các thợ mỏ, các thợ đào. Nhóm cốt lõi đánh giá cao và cảm ơn tất cả các thợ đào và những người ủng hộ đã thúc đẩy việc nâng cấp mạng khai thác Eagle như một dự án khai thác vào blockchain hàng đầu. Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn 2, bắt đầu vào giữa tháng 8 và sẽ tiếp tục cho đến tháng 10. Tháng 9 này là để rút thử nghiệm chuyển giao như đã đưa ra trong lộ trình của chúng tôi ngay từ đầu ha. Rút thử nghiệm thôi nha các bạn nhé. Có nghĩa là chỉ có 1% trong cái số lời thôi. Bạn hiểu ý không? Với lại mình xin lỗi các bạn, hôm trước là lãi một tháng của nó là 1% nha các bạn nha, mà mình nói 10%, xin lỗi. Bởi vì thế này, bởi vì mình quên, mình cứ tưởng là mình có 20.000 thôi, cho nên là ra 2.200 là mình tưởng 10%, nhưng xin lỗi các bạn, mình có 200 mấy chục ngàn lận à, xin lỗi, cho nên là mình cái đó là mình khi mình nhìn lên trời mình quên rồi à, nhầm rồi à, cho nên xin lỗi các bạn nha à, thì nó chỉ có lãi 1% một tháng thôi, và mình được rút 1% trong cái số lãi đó. Hình như là như vậy, hình như là đúng như vậy, là rút có 1% thôi các bạn, 1% cái số lãi đó thôi ha. Cho nên là các bạn mới thấy đó, các bạn mới thấy là nó nhảy rất là lâu mới được có 1-2 ấy, ví dụ như 2.200 của mình là 2 bằng 2.200 đó, cái tiền lãi một tháng, nhưng mà nó cứ cái tiền mà ấy nó chỉ nhảy là có mấy chục đồng thôi, có mấy đồng ít rồi thôi. Đó thì các bạn coi, các bạn sẽ thấy trên cái app á. Rồi, điều này có nghĩa là các thợ đào sẽ thử nghiệm việc rút tiền mua lại từ ứng dụng thợ đào vào ví tiền điện tử. Chúng tôi đề xuất và giới thiệu ứng dụng ví tiền điện tử chính thức của Eagle Network, được gọi là ví CryptoKara. Đó, cái ví điện thoại mình có nói qua rồi, tuy nhiên mình chưa có cài, mình cũng chưa hướng dẫn các bạn nữa, bởi vì nó mới và bản beta. Các bạn cài vô làm chi? Các bạn cài vô làm chi, rồi các bạn lúc đầu các bạn thử tới hơi lui, rồi các bạn quên đi lưu lại cái mật khẩu, cái khóa riêng tư của nó là xong, hoặc là cái 12 24 cái số bảo mật của nó thì xong luôn. Làm chi, đến khi nào mình hướng dẫn các bạn làm theo là ok ha. Mình hướng dẫn các bạn sẽ lưu cái gì, ghi cái gì lại, nhớ cái gì lại là các bạn làm là ok. Còn bây giờ mình mới bản beta thôi, các bạn thử nghiệm thôi. Thấy không? Các bạn cài vô, các bạn dọc xong rồi quên lưu lại cái đó cái rồi luôn, coi như thua luôn ha. Cho nên cái gì cũng phải cẩn thận, từ từ đã, làm gì việc cũng phải làm, việc cũng phải có kế hoạch, phải có cái giai đoạn, thấy không? Chúng ta cẩn thận là quan trọng. Ví CryptoKara chính thức của Eagle Network hiện đang được nâng cấp cho chức năng cấp doanh nghiệp,
giúp việc rút tiền từ ứng dụng khai thác trở nên suôn sẻ cho cộng đồng quý giá của chúng tôi. Vui lòng đợi bản cập nhật được cải thiện. Đó. Ứng dụng Thợ Đào sẽ được cập nhật với KIC tên và email cho do chính Thợ Đào cập nhật. Để chỉnh sửa tên và email của bạn, hãy chuyển đến phần trang hồ sơ của bạn. Vui lòng đợi bản cập nhật ứng dụng khai thác. Ồ, chúc mừng các bạn mà các bạn bị sai tên ha, thì và email thì sẽ được cập nhật ha. Nhưng mà cái cập nhật này sẽ có bản sao ha. Có nghĩa là các bạn được quyền sửa tên, sửa email gì đó, đại khái như vậy, để chuẩn bị cho KIC ha. Cho nên là các bạn hãy đợi ha, khi mà có mình sẽ thông báo trên kênh YouTube ha, hoặc là làm video cho các bạn xem để các bạn theo dõi nha. Cho nên là các bạn yên tâm, những ai sai tên thì đừng lo lắng nhiều quá nha. Rồi, tiếp theo, sau loạt thử nghiệm chuyển tiền đầu tiên của các thợ đào, rõ ràng là nhiều thành viên của chúng tôi cần hướng dẫn về cách đặt cược và rút tiền. Theo đó sẽ có các hướng dẫn cập nhật về việc sử dụng cả ứng dụng thợ mỏ và ứng dụng ví để đổi rút Eagle của bạn. Và như chúng tôi đã nói và đã hứa trước đây, tất cả các thành viên phải được đồng hành khi chúng tôi tiến bộ từng bước, do đó cần phải thông báo và đưa ra khung thời gian cho việc niêm yết chính thức Eagle Token và DEX, sàn DEX các bạn. Điều này để không giới hạn, điều này để không người khai thác nào ngạc nhiên về thời điểm danh sách sẽ xuất hiện trực tuyến, không ai sẽ bị bỏ lại nếu không có thông tin và ngày niêm yết này. Rồi mốc thời gian quan trọng là các bạn cập nhật ứng dụng thợ mỏ ngày 23/9/2021. Bữa nay là ngày 14 rồi các bạn, thì nó sẽ có 11 ngày nữa. Ủa, 14 thì còn lại 9 ngày nữa chứ. Còn 9 ngày nữa là sẽ cập nhật nha. Cập nhật ứng dụng thợ mỏ là vậy, là 9 ngày nữa sẽ có một bản cập nhật mới ha. Rồi cập nhật Crypto Cara ngày 23/9 luôn. Cho nghe cái ví nó sẽ được cập nhật luôn. Ra mắt DEX Exchange, sàn DEX này là ngày 25/9. Ha, sàn DEX ngon ạ. Danh sách sàn giao dịch DEX ngày 25/9. Mua và bán Eagle Token ngày 25/9. Rồi kích hoạt rút tiền đang chờ xử lý ngày 25/9. Đó, rút tiền cũng có luôn các bạn. Kích hoạt rút tiền luôn tại ngày 25/9. Hai mã thông báo cho người khai thác. Tất cả các thợ đào sử dụng ví Crypto Cara sẽ nhận được mã thông báo Airdrop từ mã thông báo gốc DEX. Nó có chương trình Airdrop trên cái ví Cara nữa ta, ví Crypto Cara nè. Ngon các bạn. Nhà phát triển cũng sẽ sửa chữa các ứng dụng trò chơi và đổi các sự cố từ ứng dụng trò chơi để có trải nghiệm người dùng tốt hơn trong thời gian sớm nhất có thể. Rồi quan trọng, điều cần thiết và quan trọng đối với bạn và dự án là luôn đọc các thông báo về dự án trong phần tin tức ứng dụng khai thác và trên điện tín, để bạn không bị tụt hậu hoặc thiếu hiểu biết cơ bản về dự án Eagle Network. Điều này là do các thông báo nhạy cảm về thời gian sẽ được đưa ra từ bây giờ trở đi và bạn có thể bỏ lỡ nếu không theo dõi để đọc. Lưu ý, một bài đăng quan trọng khác sắp ra mắt sẽ sớm tối đa hóa lợi ích của bạn. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Đó. Nếu mà các bạn không thường xuyên đọc cái trên tin tức của nó thì mình sẽ giúp đỡ các bạn là đọc qua video cho các bạn nghe. À. Đó, đó là những thông báo quan trọng nha. Như cái mốc ngày 23/25 là rất là quan trọng nha các bạn. Sẽ cập nhật rất là nhiều về Eagle Network, cho nên các bạn cũng đừng lo lắng nhiều. Nếu như mà các bạn hay gặp trường hợp là đi vào không được, đi vào app không được các bạn ha, thì cũng đừng lo lắng quá ha, vì nó đang cập nhật đó. Đó là sự tiến bộ đó các bạn. Ha, các bạn cần phải đồng hành với Eagle Network để có những cái giá trị sau này hơn. Tức là cộng đồng lớn thì đương nhiên giá trị nó sẽ tăng thôi các bạn. À, quá dễ hiểu rồi ha. Rồi. Đó, còn các bạn nào mà đã biết được cái dự án này phát triển tốt rồi đó, mình làm nhiều video về Eagle Network lắm ha, mà các bạn chưa đào thì hãy đi vào mô tả video của mình á, xem cái cách đăng ký ha, video hướng dẫn như thế nào thì đăng ký đi các bạn, đăng ký một tài khoản Eagle Network và đào đi các bạn, để được tích lũy từ từ ha. Và mình cũng nói trước là giá Eagle Network ban đầu rất thấp nha, có 3 con số 0 sau dấu phẩy á, cho nên là rất là thấp. Nhưng mà hàng Eagle Network này nó phát triển từ cái thấp đến cái cao. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà tích lũy từng năm nào từng năm. Ha. Một năm không tốt thì 2 năm, 2 năm không tốt thì 3 năm, 3 năm không tốt thì 5 năm, 5 năm không tốt thì 10 năm. Đơn giản như vậy thôi. Eagle Network là nó đi từ con số nhỏ nhất đến con số cao nhất. Ha.
Cho nên là các bạn cần phải đồng hành với nó. Dự án này là dự án cần những người kiên nhẫn. Nói chung dự án nào cũng cần những người kiên nhẫn các bạn, không có cần những người ăn liền. Ăn liền nó không có cần đâu, thực chất là dự án không bao giờ cần những người như vậy. Ăn liền thì bỏ tiền ra mua cái gì đó lên giá bán. Đó là cái chuyện đương nhiên, bạn giàu bạn làm chuyện đó đi. Còn ai mà cần những sự mà kiên nhẫn từ từ, tích lũy, tích tiểu thành đại thì làm dự án này được. Còn ai muốn ăn liền thì đừng nên làm dự án này, mất công lắm. Nó lầm bầm, lằn nhằn mệt lắm các bạn. Vậy thôi. Ha. Rồi có gì không hiểu, bạn có thể bình luận dưới video để mình tìm cách giải đáp cho các bạn. Nếu như mình không biết thì mình sẽ hỏi người tốt hơn, giỏi hơn, giúp đỡ cho mình. Ha. Để mình hướng dẫn cho các bạn. Vậy thôi, mình cũng học từ các bạn và các bạn cũng vậy thôi. Chứ mình cũng không có giỏi giang gì đâu các bạn à. Ha. Rồi, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký đi. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để chi vậy các bạn? Để khi mình có thông tin cung cấp trên kênh YouTube thì các bạn cũng kịp thời theo dõi. Ha, các bạn nắm bắt thông tin. Giống như XG nó nói rằng là gì? Hãy thường xuyên cập nhật thông tin trên cái tin tức của nó để mình không bị tụt hậu các bạn. Thấy không? Mình chơi một dự án mà mình không biết về nó thì nó căng lắm. Thấy không? Khổng Tử cũng nói rằng là biết mình biết ta thì tâm trận tâm thắng mà. Thấy không? Không có biết mình mà cũng không biết ta luôn thì mình không hiểu mình mà mình cũng không hiểu cái app nó là cái gì luôn thì cũng không biết chơi như thế nào luôn. Thì làm sao mà có thể là mình nắm bắt được bạn? Thấy không? Cần phải nắm bắt. Các bạn không kịp nắm bắt, không kịp theo dõi thì mình làm video này các bạn theo dõi. Chứ còn xem qua cách chi tiết là bạn sẽ hiểu liền. Ha, bạn nắm bắt ngay. Ha. Rồi. Thì nói như vậy thôi ha. Rồi, chúc các bạn đào được thật nhiều ít gồ nha. Rồi. Chúc thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.